Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi game survival. Có vẻ là ở đây có nhiều nhân vật ha. Nhưng mà bản demo có vẻ không cho chơi. Chỉ cho một chơi một nhân vật thôi. Qua đó hình như có nhiều cái nâng cấp ha. Ôi, bây giờ chúng mình sẽ chơi thử game ha. Chiến đấu trong vòng 20 phút. Mình nghĩ chắc lượng đầu không thể nào nó sống nữa 20 phút đâu. Mình phải nâng cấp lên mới sống nổi. Mình đã coi chơi thử mình trụ được bao lâu. Ôi. Cái chữ gì chưa kịp động nó mất tiêu rồi. Game show bay bộ giống như bị bye bye trời. Phong cảnh này nhìn nó dị dị sao á. Có vẻ cái siêu này là đỉnh nhất nè. Rare ha, come on. Chắc mình lấy cái này quá. Bờ lệ tinh là chính. Come on, không. Quyết trì tinh, cao đao, quyết bon giảm. Cái lộ không trở lại. Số lượng lightning. Lightning chai. À có dot nha. Phải chuột phải chơi skill mới được. Không chơi skill là không được. Khóa vũ khí mới. À nhất là tuyệt chiêu phải chơi chứ không được. Hình common có vẻ là ngon hơn. Lấy thêm được hả ta? Chắc lấy hình common quá. Ghê là ngon nhất ha. Heo flare gì nè. Cái búa gì nó đây trời. À, giống như là mình thiếu cái này nó cho mở hay sao. Thôi ghét đi ha. Cái gì rồi nhỉ? Cái lát này có xài búa không vậy? À có quăng búa nè. À chắc lấy rè nữa quá. Ưu tiên lấy ra
Cái rêu có vẻ 5 kỹ năng tới đây là hết rồi, chứ không lấy thêm được. Ai biết luôn nữa. Tăng số lượng kẻ địch bị tấn công cộng 8. Come on, come on. Cần lấy đại. À biết nào. Cao đao. Tóm lại cái nào cũng ngon ngon, cứ lấy đại. Có điều là này không có hồ máu. Khó này chứ. Boss ơi. Chơi nó đẩy mình vô cái sát thương rồi. Vẻ này nâng cấp hơn. Ai biết không? Em bị kẹt trong đây rồi, nó không thoát được. Hey, bích. Chém cao đao. Phí trở lại tăng thêm chút. Cái gì đây? Gì vậy? Mày biết không?
Đây như một cái cục đá cản mình đi sao. Cần rít nè. Game này càng chơi thì chiêu quái càng đông nó lắc hơn. Nặng à. Có vẻ là nâng cái này nên giờ mở được cái skill này phải. Rồi bích hả? Nên mình đang nghe bích nữa rồi. Ủa có legendary nữa nè. Dam tăng 100%. Câu đao giảm 25%. Nên lấy cái này quá. Ủa mà như nó cục ở dưới, mà cục ở dưới mình chưa unlock mà như nó không có chạy được cái skill đó rồi vậy. Legendary tiếp hả? Legendary nữa nè. Như có vẻ quái bắt đầu nó mạnh hơn, mình đánh bắt đầu không nổi rồi nhỉ. Vậy bắt mình phải đai để chơi nâng cấp rồi. Legendary. Epic. Bây giờ mới mở được cái cục Epic này nè. Thank you.
Gì đây? Con đầu lâu mà gắn thêm bơm nữa kìa. Trời. Ghê này hả mệt là chơi lít chuột hoài nha. Hơi đuối thì chứ. Contest ID bị lỗi with one cao đao 25%. Attack range nữa. Cái này là tăng khoảng cách nữa. Đánh xa hơn rồi. Cái này nó không có tùy chọn tự động đánh nè. Chỉ có setting mấy cái đơn giản à. Coi như phải tự lít chuột phải nha. Không nó không có chơi kill đâu. Legendary. Wow, bắt đầu đông rồi. Con này mạnh quá nha. Bót gà. Công gì? Legendary. Bot nè. Legendary tiếp. Đam 50.
rè hết nè, lấy đại luôn quá, 60% sát thương. Ôi đông dưới vậy. Legendary tiếp hả? Deploy sành đam 75. Nâng cấp thêm được cái cây này lên nè. Không mở được skill ở dưới là phải có nâng cấp hả? Thầy muốn mở cái skill này phải khóa được cái này. Rồi mới mở cái này, dùng cái cục ngọc này mà mở. Biết không? Này nó không có cái tự động thu thập trên bản đồ, đi lượm từng cái cũng hơi đuối. Legendary tiếp. Habit rare. Mở đúng cái bit của cái dòng này nó mới mở ra cái khoái ở đây nè. Chơi game mà được cái mình thấy có cảm giác lên level, một số game càng lên cao càng chậm lên level, hạn chế nhiều kỹ năng quá. Legendary. Đây mình thiếu cái cây này và chưa có nâng cấp được. Cái này như là sưu tầm hả? Ê, biết không?
Chuột phải hay mỏi tay đấy. Legendary. Con này mình chém rụng nó mà nó ra có một cục ngọc thôi, không ra nhiều như trước nữa. Sống còn gì vậy? Không có quái luôn ta. Lỗi gì đây? Boss đâu rồi? À, boss tao hàng chi thấy kỳ kỳ. Ngọc nào survival rồi chưa nâng cấp tới mát thì không có nâng được tiếp đâu. Tính ra mấy skill này có thể nâng lên cực kỳ cao luôn á, nâng lên level 12 cũng chưa xong. Hiệu ứng nó tăng cường hit point cao đao. Cái này thì fill dam nè, độ di chuyển rít ray, cái lợi dính rít. Thôi coi như cái này mình chơi hết rồi nha. Còn cũng có nâng cấp có một lần à, còn lại nâng cấp các kiểu. Đây là hết rồi. Cái này cũng như là tồn tại lâu nhất đếm giờ, cái phong cách chơi nó cũng khác màn này. Cái này cũng như event của cái demo. Cái này nâng cấp nhân vật nè. Tăng sát thương vũ khí. Tối đa được 8. Vật lý. Nhưng đây là mọi thứ phải nâng chút. Ở đây là cần hai cái cung ngọc lớn rồi. Ôi bây giờ chắc mình sẽ chơi thử cái màn này nha. Nâng cấp nó cũng giới hạn, không cho nâng cấp hết thôi. Lý do là không đủ nguyên liệu. Chùi quái vô mạnh dữ vậy.
hài nhất là kiếm chứ đánh chéo à. Đánh chéo mà đánh chéo xuống dưới nữa chứ. Lên common quá. Cao đao giảm. À, đánh theo cái hướng mình chỉ à. Kiếm à. Cái này lèo quá. Chứ cho common không vậy ta? Hiện lấy anh common nữa rồi. Cái này là đáng lẽ là mình phải lấy theo chuẩn của những cái ô này là mới đúng mà. Nhưng mà bây giờ nó chọn mình cái gì mình lấy cái đó hay sao bây giờ. Thì mình cũng phải ưu tiên lấy cái ngon nhất rồi. Chùi ra con boss rồi nè. Cái này là búa à. Rì roi được không? Rì roi nó cũng bắt lấy cái búa nè. Hài thiệt chứ. Rê ha. Cái này là mở được cái hàng ở dưới nè. Ha, mở được hàng ở dưới nè. Bây giờ cần một cái cục ngọc ở dưới. Thì roi nè. Cũng cho cái kiếm nữa. Đây mà lấy mà tương ứng với những cái cục mà mình có thì chắc nó sẽ mạnh hơn. Rè có hai cái, một cho tốc độ. Nó tác công 30%. Hay biết nè. Hay biết của cái kiếm này là một là mở ở đây nè. Nhưng mình yêu cầu phải có cái này. Còn cái kiếm này Epic nó nằm ở bên đây nè. Quên rồi, tách 40% đi cho ngon. Anh come on. Đấy. Cái này là vẫn phải lấy rare rồi, rare là ngon nhất.
Kiếm đỏ nếu mà lấy mở được bên đây hả? Đó là chủ yếu canh mở thuộc tính của mấy cái vũ khí ưu tiên. Epic nè. Epic có cái kiếm này nó có ưu tiên hoài. Lo sinh đam. Này mở được cái này nè. Nhưng mà nó đòi phải có cái cục viên ngọc này ha. Mở lấy cái skill của cái kiếm đó trước. Epic. Thì nhìn lấy Epic rồi. Lê đe vậy. Cái này cùi quá. Lấy cái này là mở được cái flash dưới đây. Mà mình có viên ngọc này luôn rồi. Mở khóa được. Hot ra một hit đai rồi mình chuyển cấp luôn. Lệ bích vậy. Thôi mở được cái mở khóa cái gì skill tiếp theo của cái kiếm luôn. Chuẩn là kiếm. Nhìn lại Epic vậy. Đánh ra con chùm là mở thêm được cái ngọc mới nè. Nhưng mà nó lại giới hạn cho cái loại nào, cho vũ khí nào. Legendary. Nếu mình nâng cái này thì nó sẽ tăng cái tốc độ di chuyển tương ứng. Cũng tốc độ di chuyển không. Ok, lỡ rồi biết sao giờ. Vậy là bây giờ con phải tập trung lấy vũ khí mới. Dù biết Epic nó cũng ngon ngon thật đấy, nhưng mà bây giờ mình chưa mở cái vũ khí.
Ủa đi ra ngoài đây được hả? Trời, có tưởng nó giới hạn mấy cái miếng gì không. Thôi, mình đi kiếm à. Này, Legendary luôn. Hóa cũng tới 28%. Legendary dưới đây cuối luôn nè. Lấy à. Chém siêu nhanh. Legendary của cái này nữa nè. Legendary của cái kiếm màu vàng. Nó ở bên đây. Kiếm màu vàng mình chưa mở chứ phải ưu tiên lấy cái này quá. Sai 250%. Sai 250% luôn. Trời lỡ lấy này đi. Ủa, sai bự à. Ghê không? Đỉnh vậy. Epic. Búa, búa cái này cái vũ khí đầu tiên mình lấy. Lấy, còn không mà lấy cái chain này dưới đây là cái chiêu đầu tiên nè. Hoặc là cái tuyệt chiêu đầu tiên của cái này nhưng mà phải lấy cái này quá. Rồi lấy cái tuyệt chiêu đầu tiên của cái này nè. Lên được 3 điểm. Legendary 5 điểm, còn Epic nhiều có 3. Cái đao dưới 3. Rồi cái mon chắc được 2. Như cái này đi. Này cái Epic được bao nhiêu? Epic được 4. Tương ứng với số sao. Cái skill mình cũng chưa có luôn, chắc phải lấy đầu tiên. Nó đánh nó có hiệu ứng à, hiệu ứng thứ tư. Kindlelat này cũng có rồi, Lightning này cũng có rồi. Thì tóm lại lấy tương ứng cái skill nào mình cần thôi. Bốn sao thì chắc đẩy cái này được level 4 luôn. Đúng rồi, đẩy từ level 1 đến level 5 luôn. Bốn sao là 4 cấp. Legendary của cái này mình chưa có nè. Tốc độ quay trở về. Legendary luôn. Rồi mở được cái này đầu tiên nãy giờ mới thấy nè. Ngọc này có rồi, nãy giờ nó chưa mở cái skill cho mình. Búa là khó mở nhất, hình như búa nó không cho của nhân vật này rồi với. Có nha. Nhưng mà tại chắc chưa có nâng cấp mấy dãy kia nên không mở được. Quên.
Bây giờ không có một cái nâng cấp búa luôn ta. Hay là không đúng, nó không cho gì. Giờ anh mở được cái skill ở dưới đầu tiên luôn nè. Đam 160. Đó. Chém ra đường điện ha. Đúng rồi, mở cái bộ kiều cuối ở dưới nó mới phát huy được cái vũ khí mạnh nhất nè. Chứ không cho nâng cấp búa luôn quá. Chứ không phải cái lát này nó không cho nâng nữa. Búa phải chọn vũ khí búa tương ứng nha. Búa không được nâng cấp luôn mới ghê. Mình chịu thôi. Lát này chắc không chơi xài búa. Còn cái nãy chơi dắt đợt đầu nên họ cho chơi. Còn lại là cái nhân vật kiếm này chỉ cho nâng kiếm thôi. Rồi lắc máy luôn nha. Mạnh quá, đánh lắc máy luôn. Búa giờ mới có cái đầu tiên. Anh hiểu sơ sơ, cái chế độ này giống như là muốn đánh mấy cái này nhanh. Chế độ nhanh nhất á, là phải đánh càng mạnh, sát thương càng to, dọn lính càng nhanh á, thì nó mới ra được cái mấy con chùm càng cao cấp hơn á. Giờ mình đang quá yếu, tại vì mới chơi mà đâu có nâng cấp gì nhiều đâu. Bị đánh không ra cái miếng gì hết. Càng ngày càng lắc. Không dám bật thì siêu đặc biệt luôn á. Rồi lấy đi Zendari đi. Đóm lại là cái ngôi sao mà 8 cánh á, nó mới khó rồi, 4 cánh là farm dễ rồi. 8 cánh thì mới được nâng cấp những cái về sao, 4 cánh là quá dở. Farm này cả đống mà đâu có xài hết được đâu.
nó vô đánh boss. Boss đánh trong vòng 1 giây. Thêm lại tới đây cũng hết rồi hả? Không nâng cấp gì rất nhiều á. Vì nó đòi mấy cái cục này á, càng về sau nó đòi càng nhiều á. Như cái này đòi hơi bị nhiều, 2-3 cái kiểu á. Ý, văng luôn rồi. Tóm lại game này chơi phải cày nhiều. Rồi từ từ cũng có nhân vật ha. Nhưng mà cái này là do bản demo nên mình cũng không thể nào mở hơn nhiều á. Cái màn thì nó cũng vậy thôi, không còn cái gì mới hơn á. Đây bản demo mà. Rồi, coi như mình chơi tới đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.